kính chào bà con, à, hôm nay ngày 4 tháng 6 2021 chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ giá mũ cho bà con. thì trước màn ảnh đây là toàn bộ những thông tin giá mũ bà con bán mũ hàng ngày và bà con chia sẻ về để chúng tôi tổng hợp lại và chia sẻ rộng rãi đến tất cả bà con ngành cao su được biết. thì trước khi chia sẻ giá mũ chúng tôi cũng chia sẻ những thông tin liên quan đến giá mũ thì bà con thấy là mấy ngày hôm nay giá mũ ở tất cả các nơi thì đang có dấu hiệu giảm xuống có nơi giảm 5 đồng có nơi giảm 10 đồng có nơi giảm 3 đồng thì do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid đó nên giá mũ cũng bị ảnh hưởng và giảm thì theo chuyên gia đầu tuần tới sẽ có được đợt giảm nữa nhưng giảm bao nhiêu và giảm đến khi nào và thì chúng tôi cũng chưa nắm rõ hy vọng thì nó vẫn giữ mức cao trên 300 đồng trên một độ trở lên để cho kinh tế của bà con năm nay được khá hơn. Thì so với năm rồi thì giá mũ năm nay như vậy đầu năm như vậy thì rất là khả quan để cho bà con có một cái năm bội thu. Tuy nhiên thì theo chiều hướng ảnh hưởng của dịch bệnh thì đang đà giảm xuống thì chúng tôi cũng mong là giảm cũng không đáng kể rồi sẽ đi vào ổn định để cho à, cho bà con được à, hưởng cái giá à, cao cho kinh tế năm nay được à, tốt hơn mỗi năm thì sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ giá mũ cho bà con như sau thì ở suối kiết, tánh Linh Bình Thuận mũ nước 360 đồng trên một độ anh thiện chia sẻ ở trảng bàn Tây Ninh, mũ nước 350 đồng trên một độ, mũ chén 15.000 đồng trên một ký, anh Thành chia sẻ. Ở Phú Yên thì mũ nước là 360 đồng trên một độ, mũ chén là 16.000 đồng trên một ký, anh em Phạm ở Phú Yên chia sẻ. Ở An Nhân Tây, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, mũ nước 345, mũ chén 15.000 đồng trên một ký, anh Tuấn chia sẻ. Ở Dương Minh Châu, Tây Ninh, mũ nước 335 đồng trên một độ, mũ chén 13.500 đồng trên một ký. À, chúng tôi cũng quên à, cập nhật cái tên của cô bác anh chị ở hình à, như là anh Tuấn ở Tây Ninh, ở Dương Minh Châu, Tây Ninh. Mũ chén đường số 7, Trơn Hành, Bình Phước là 16.000 đồng trên 16.000 đồng trên một ký. Ở thôn 3 xã Bình Thắng Bù Gia Mập mũ nước là 365 đồng trên một độ, mũ chén là 18.500 đồng trên một ký. Ở ngã tư quốc tế hôn 1 Phú Văn Bù Gia Mập 365 đồng trên một độ, mũ chén là 17.500 đồng trên một ký. Ở đồng tiếng đồng phú là 360 đồng trên một độ, ở Đức Liễu Bù Đăng là 355 đồng trên một độ, ở hôn Bình Tiến ở Hồng Bình Tiến 1, xã Phước Minh, Bù Gia Mập 360 đồng trên một độ, ở Bình Thắng, Bù Gia Mập 365 đồng trên một độ, ở Tà Nốt, Lộc Ninh 355 đồng trên một độ, ở Nha Bích, Trơn Thành 345 đồng trên một độ, ở Lộc Hưng 345 đồng trên một độ, ở Bù Na 360 đồng trên một độ. Ở Bình Minh Bù Đăng 355 đồng trên một độ ở đồng xoài 345 đồng trên một độ ở Bình Long 355 đồng trên một độ ở Đồng Nơ hướng Quảng 350 đồng trên một độ ở Quảng Tính Đắk Nông 358 đồng trên một độ ở Tân Lập Đồng Phú 355 đồng trên một độ ở Tiến Hưng ấp 4 đồng xoài 350 đồng trên một độ ở Tân Hưng hướng Quảng 350 đồng trên một độ ở Xuân Lộc Đồng Nai 360 đồng trên một độ ở Minh Tăng dầu tiếng Bình Dương 350 đồng trên một độ, ở Gia Lai 340 đồng trên một độ, ở Đắk Miêu Đắk Nông 380 đồng trên một độ, ở Minh Thạnh 353 đồng trên một độ, ở Bù Đớp 360 đồng trên một độ, ở Con Tâm 330 đồng trên một độ, ở Đắk Ơ Bình Phước 355 đồng trên một độ. Ở công ty cao su Phú Riền mũ nước là 375 đồng trên một độ, Công ty cao su Phước Hà hôm nay mũ nước giảm hiện còn 367 đồng trên một độ ở công ty cao su Đồng Nai hôm nay mũ nước giảm hiện còn mũ nước loại 1 370 đồng trên một độ mũ nước loại 2 363 đồng trên một độ công ty cao su Lộc Ninh thì mũ nước là 378 đồng trên một độ mũ chén là 17.100 đồng trên một kg như vậy ngày hôm nay ngày 4 tháng 6 năm 2021 thì chúng tôi đã chia sẻ xong giá mũ cho bà con cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình gửi những thông tin giá mũ về cho chúng tôi video chia sẻ giá mũ xin được phép kết thúc ở đây hẹn gặp lại bà con vào những video sau chúc bà con buổi tối ngủ ngon nhiều sức khỏe may mắn xin chào